Tết đổi mới, nâng tầm sống khỏe cùng Panasonic, tặng đến 5 triệu đồng khi thay cũ đổi mới. Trả góp 0% chỉ tới 31 tháng 1 năm 2023. Panasonic khơi nguồn xuân khí, nâng tầm sống khỏe. Panasonic. Chào mừng các bạn đến với The Homebook, chuỗi podcast do Là Nhà và Edecoration phối hợp thực hiện, nơi chúng ta sẽ trò chuyện cùng với các kiến trúc sư, nhà thiết kế và tìm hiểu những góc nhìn, giải pháp của họ trong hành trình tạo ra một không gian sống đẹp với nhiều trải nghiệm thú vị. Và hôm nay rất hân hạnh được chào mừng anh Trần Ngọc Linh, là founder của ID Architect, sẽ trò chuyện cùng với The Homebook. Xin cảm ơn anh đã nhận lời trò chuyện cùng chương trình. Cảm ơn Dương, cảm ơn tất cả mọi người. Anh Linh ơi, được biết là anh vừa trở về qua một chuyến du lịch du ngoạn châu Âu rất là thú vị. Anh có thể kể về chuyến du lịch đó được hay không ạ? Thì vì mình làm cái nghề thiết kế sáng tạo nên là thường hàng năm thì mình cũng có cố gắng để dành ra một cái thời gian để tách ra khỏi công việc và có một cái thời gian để mình tự mình như là đi thay đổi cái môi trường, thay đổi không khí, có cái nhìn mới, tiếp nhận thêm thông tin, đi du lịch với các người bạn cũng như là xem những cái công trình rồi là những cái sự kiện trên thế giới, để từ đó khi mình quay trở lại công việc thì nó sẽ có một cái gì đấy, nó sẽ refresh, nó sẽ mới mẻ hơn. Em được biết là anh cũng rất là hay tổ chức những cái chuyến đi như vậy để mà du khảo. Thì cái vệt đi lần này là anh đi đến qua những cái nước nào và anh được tham quan những công trình như thế nào ạ? Thì chuyến đi này thì trọng tâm của mình là đi Ý và Thụy Sĩ. Thì ở hai cái đất nước này thì nó có những cái đặc biệt và nó cũng đặc trưng khác nhau. Ở Ý thì là những cái công trình mà cổ đại, những công trình mà lịch sử, cũng như là cái bối cảnh người ta lồng ghép vào là cái công trình hiện đại dựa trên nền của những cái công trình lịch sử. Đấy, chứ còn ở Thụy Sĩ thì là khi mà cảnh quan, thiên nhiên, các thứ thì rất là đẹp. Và khi người ta làm những công trình mới thì gần như là người ta sẽ làm một công trình mà hướng đến cái việc hòa hợp với cả cảnh quan thiên nhiên. Nhưng mà lại rất là có cái yếu tố về hiện đại, về công nghệ của thời đại này. Hai cách tiếp cận cũng tương đối là đặc trưng của hai đất nước. Có một cái công trình nào rất tâm đắc mà anh trong dịp này anh đã dành thời gian để chắc chắn phải đi xem mà anh đã xem được không ạ? Có một công trình mà bọn mình cũng đã dành nhiều thời gian, cũng như là nó đúng ra là nó là một chặng nghỉ chân, là để nghỉ đấy, là cái nhà tắm nước nóng của kiến trúc sư Peter Zumthor ở làng Vance. Thì cái công trình này nó là một cái công trình mà mình đã yêu thích từ tương đối là lâu rồi. Và nó là một công trình đặc biệt của kiến trúc sư Peter Zumthor, kiến trúc sư của Thụy Sĩ đã được giải Pritzker. Thì cái chặng đấy nó đặc biệt ở chỗ là ở trên hình ảnh thì mình có thể thấy là cái công trình nó có thể nó đẹp như này, ánh sáng như này, không khí nó có thể mình có thể tưởng tượng được. Nhưng mà khi mà mình nghỉ ở cái làng đấy và nó là một trong những cái dịch vụ của mình được sử dụng cùng với cả cái người dân địa phương, thì mình mới thực sự mình cảm nhận được là ngoài những cái mà mình xem được trên sách vở hay là phim ảnh, thì cái công trình đấy nó đặc biệt ở chỗ là nó mang lại cho mình cái cảm giác gần như là nó tái hiện một cái không gian rất là tự nhiên, như một cái hang động, những cái nơi mà mình đã đi như hang Sơn Đòn đấy chẳng hạn. Thì ở trong đấy nó có những cái cảm giác như vậy, từ âm thanh, tiếng vọng, cảm giác khi mà mình sờ vào vách đá, hay là mình nhìn những cái luồng sáng nó tác động vào mình trong cái lúc mà mình tắm chẳng hạn, thì nó sẽ tạo ra những cái ấn tượng nó sẽ rất là mạnh. Và như thế mình sẽ hiểu được là hóa ra là cái người kiến trúc sư khi mà người ta thiết kế và người ta đã nghiên cứu rất là kỹ từ cái trải nghiệm của con người đến cái văn hóa địa phương cho đến cái sự tương tác về kể cả mặt về thời tiết, khí hậu. Mình nghĩ là chắc chắn là nếu như mà vào mùa đông giữa tuyết rơi xung quanh và tắm vào trong một cái nhà tắm nước nóng đấy thì đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là hay. Một ngày nào đấy biết đâu mà mùa đông mình sẽ quay lại mình thử xem nó cái suy nghĩ này nó có đúng không. Dạ. Thôi bây giờ mình hãy quay về với Hà Nội đi. Sau 2 năm Covid vừa rồi thì em nghĩ là chuyến đi vừa rồi nó cũng cho anh rất là nhiều những cảm hứng và một cái nguồn năng lượng sáng tạo mới. Anh có thể kể một chút về cái công trình nhà ở gần đây nhất mà ID Architect vừa hoàn thành được không ạ? Đúng là như vậy, tức là qua 2 năm Covid thì gần như là cái công việc, cái quan điểm về thiết kế của mình cũng như là cái nhu cầu của xã hội cũng có một số những cái xu hướng để người ta dịch đến. Thí dụ như là cái xu hướng mình tiếp cận với thiên nhiên,
cái xu hướng của công trình hiện đại, nhưng khi mà nằm cạnh thiên nhiên thì cái việc đối thoại giữa cái sử dụng của con người, cái tiện nghi của con người, tức là mọi người đều muốn tiện nghi nhưng mọi người lại cũng muốn có một nơi mà gần như là để trú ẩn, để kiểu như là có thể hơi giãn ra khỏi cái xã hội đông đúc chẳng hạn. Đấy, thì vì thế nên là vừa rồi mình có một công trình mình cũng khá là yêu thích, cũng mới xong, thì đấy là một cái nhà Tam Đảo Retreat. Thì cái đảo, cái nhà đấy nó là villa ở trên một cái giữa một cái rừng thông, và được hoàn thiện đúng ở trong cái thời gian Covid đấy, là gần như là khi mà kết thúc đợt dịch thì cũng là lúc mà chủ nhà có thể sử dụng được ngôi nhà đấy. Thì công trình nó đặc biệt ở chỗ là, thứ nhất là với kiến trúc sư thì cái thành tựu mà kể kiến trúc sư và chủ nhà đều đạt được là giữ lại toàn bộ 52 cái cây thông và cây lau sau lớn, là những cây đặc trưng của cái vùng đấy, ở trên một khu đất dốc, một sườn đồi dốc, gần như không làm thay đổi cái cao độ cũng như là cái thiên nhiên hiện trạng của công trình. Nhưng mà mình đã đưa một ngôi nhà tương đối là hiện đại, tiện nghi và không gian mở, tức là không có ranh giới gì giữa bên trong bên ngoài về mặt cảm nhận, cũng như là mặc dù là ngôi nhà hiện đại nhưng mà gần như là nó sẽ ẩn vào trong cây và nó gần như nó hài hòa vào một cái không gian như thế. Thì đấy là một công trình cũng mới xong và rất mình yêu thích. Để mà có thể thật sự giữ được toàn bộ cái cảnh quan theo như hiện trạng như vậy thì nó có phải là một cái thử thách lớn nhất của cái công trình vừa rồi không ạ? Hay là nó là một thử thách nào đó khác về mặt kỹ thuật? Đúng, tức là nó thực ra nó không phải quá khó về mặt kỹ thuật, nhưng nó sẽ đòi hỏi cái công sức và cái thời gian để dành cho cái việc khảo sát cũng như việc là cân nhắc thay đổi thiết kế. Tức là khi mà mình đã ở trong một cái bối cảnh cây cối rồi, địa hình nó tự nhiên như vậy thì gần như là không có một cái gì có thể là tuyệt đối chính xác được, mà gần như là cái việc khảo sát, được cái việc là thao tác công trường, cái việc là điều chỉnh trên công trường là phải gần như là mình có thể xử lý tại chỗ để tạo ra được cái ngôi nhà mà nó hoàn toàn là phù hợp, cũng như là không bị xâm lấn, không bị phá hoại vào thiên nhiên trong cái bối cảnh là công trường xây dựng như vậy. Thì đấy là cái khó hơn một chút so với những nhà khác. Nếu như mà anh nhìn lại cái Tam Đảo Retreat vừa rồi với một công trình nhà dân dụng đầu tiên mà Idea Architect đã từng thực hiện, thì nó có điểm gì giống nhau và khác nhau giữa cái tư duy thiết kế hay là một cái chất riêng của Idea Architect trong cả hai công trình mới nhất và cũ nhất? Nếu mà Dương nói thế thì mình lại nhớ lại một cái công trình mà bọn mình đã hoàn thiện từ nhiều năm trước đây. Tức là nó cũng là đánh dấu một cái chặng đường gọi là đổi mới về mặt thiết kế của ID. Thì đấy là cái công trình Mian Farm Cottage. Thì cái công trình đấy có một sự trùng hợp là trong đợt dịch vừa rồi thì lại là bối cảnh quay một cái bộ phim, là bộ phim về nhà đi con phiên bản Covid thì phải. Thế là cái tiếp cận của cái ngôi nhà đấy nó sẽ rất là có cái sự tương đồng nhưng cũng có sự khác nhau so với cả Tam Đảo Retreat như sau. Tức là nó là một cái nhà kính và thép nằm ở giữa một cái khu vực, một cái nông trại. Thế là nó chỉ là một cái nơi mọi người có thể nghỉ ngơi, dừng chân, nghỉ ngắn ngày, và nó sẽ hài hòa với cả bối cảnh xung quanh. Và mình đến thì gần như là thay vì mình sẽ làm ngôi nhà nhiều tường ấy, thì giữa bóng cây như thế thì gần như ngôi nhà nó gần như nó hòa lẫn vào cái thiên nhiên xung quanh. Thì đấy lại là một cái điểm rất là giống. Điểm khác nhau là gì? Điểm khác nhau là cái nhà Mian Farm Cottage đấy, giai đoạn ban đầu thì cái mức độ về đầu tư về công nghệ, về tiện nghi, tức là nó sẽ thuần túy về kiến trúc, về không gian, và mọi người ở trong đấy và cảm nhận được thiên nhiên xung quanh. Thế nhưng mà Tam Đảo Retreat thì phải đáp ứng thêm những nhu cầu về lưu trú lâu dài, một cái mức độ tiện nghi cao hơn. Đấy, và nó sẽ không còn là nơi mà giống kiểu như mình đến 1-2 ngày để mình nghỉ nữa, mà nó phải là người ta có thể, gia đình đông người có thể lưu trú trong nhiều ngày được. Có vẻ rất là trùng hợp, bởi vì em đang hỏi về cả hai công trình đều mang cái công năng, cái chức năng đó là một cái ngôi nhà thứ hai, ngôi nhà để nghỉ dưỡng. Nhưng mà em biết là anh không chỉ thực hiện những ngôi nhà nghỉ dưỡng mà anh còn có những cái công trình nhà chung cư, những cái công trình nhà phố, những công trình nhà ở mà ở trong không gian đô thị nữa. Thì em đang muốn hỏi hơn một chút về cái câu chuyện của công nghệ. Khi mà anh vừa mới nói cái căn nhà đầu tiên nó là một cái hình thái sống tách biệt khỏi nhịp sống đô thị để mà retreat
Nhưng mà lúc đó chắc là khoảng hơn 10 năm trước em đoán vậy, thì có lẽ là thời điểm đó thì những cái thiết bị tiện nghi và công nghệ nó cũng chưa có quá nhiều lựa chọn để mà có thể đưa vào trong cái không gian sống. Còn hiện giờ thì em nghĩ là kiến trúc sư ngày nay đang có rất là nhiều những cái lựa chọn khác nhau. Thì anh có thể kể cho em một chút về cái sản phẩm công nghệ nào gần đây nhất mà anh đang cảm thấy rất là tâm đắc, mà anh đang sử dụng cho một cái công trình nào đó của anh hay không? Cái sự phát triển về mặt công nghệ cũng như vật liệu xây dựng ấy, thì là nó sẽ làm thay đổi rất nhiều cái cách mà mọi người sử dụng kiến trúc, cũng như là các kiến trúc sư sử dụng những cái thủ pháp ở trong công trình của mình để cho tạo ra được cái môi trường nó tốt hơn. Ví dụ như là những cái hệ bao che mặt ngoài, những cái hệ chặt nắng, hoặc là những cái hệ thậm chí là bây giờ có thể tích hợp được những cái công nghệ về mặt năng lượng để có thể tiết kiệm năng lượng cũng như là sử dụng năng lượng để cho công trình của mình. Thế thì mình nghĩ là cái công trình nó cũng giống như là cái vỏ, nó sẽ giống như khung xương rồi ra là thịt, nhưng mà cái phần hệ thống điện hay là nước, hệ thống M&E của tòa nhà gần như là nó là một cái hệ thống mạch máu, nó là cái mà mọi người sẽ sử dụng hàng ngày. Thế thì trong cái thời gian vừa rồi bên mình cũng nghiên cứu về một cái việc là làm thế nào để những cái hệ thống điện hay nước đấy nó kết hợp với cả cuộc sống để nó tạo ra những cái việc là tiện nghi thoải mái, cũng như là cái xu hướng bền vững cũng tiết kiệm năng lượng. Thì đấy là mình cũng quan tâm đến việc đấy, ví dụ như là cái việc là tương tác giữa việc là sao tiết kiệm năng lượng nhất, sử dụng hệ thống đun nước nóng để làm ấm nhà hoặc làm mát nhà, thế rồi là hệ thống điều khiển để có thể là tiết kiệm được cái lượng nước tưới cây. Thì khi mà mình làm những ngôi nhà ở trong phố chẳng hạn thì lượng nước thì có thể là ít chỉ sinh hoạt thôi, nhưng khi mà mình làm ở một bối cảnh rộng chẳng hạn thì lại mình phải tính toán đến việc là làm nào để cái lượng mưa tự nhiên nó được giữ lại, rồi là nó được phân phối để trong những cái tháng mà không có mưa thì vẫn có thể đủ để sử dụng, để tránh việc là sử dụng những cái hệ thống nước nhân tạo sinh hoạt bình thường. Đấy, thì những cái đấy là sẽ được điều khiển bằng cái hệ thống điện thông minh chẳng hạn. Thì cái đấy nó là một cái ứng dụng công nghệ vào việc đấy. Điện thông minh hay smart home là một cái thuật ngữ mà cũng đang rất là hot, đang rất là thịnh hành gần đây. Em nghĩ là ở một cái mức độ tiếp cận như anh là một kiến trúc sư mà có thể bắt đầu ở khởi sự công trình từ scratch, từ đầu tiên, thì anh sẽ suy nghĩ về những cái giải pháp mà nó mang tính nền tảng như vậy. Tuy nhiên thì với một số những cái công trình mà nó mang tính dân dụng mà nó nhỏ hơn, thì theo anh thì liệu mà cái việc mà có thể set up được một cái hệ thống như vậy nó có khả thi hay không, và nó có cái sự lựa chọn nó có nhiều hay không cho các cái chủ nhà với những cái ngân sách khác nhau? Như mình đã sử dụng ở trong những cái phạm vi công trình mình ở nhiều cái kích thước cũng như các suất đầu tư khác nhau, thì mình thấy rằng là khi mà mình xét đến trên một cái thời gian sử dụng lâu dài từ 5 năm, 10 năm thì là những yếu tố liên quan đến nền tảng công nghệ đấy thì ra nó cũng khá là quan trọng. Thì khi mà mình đã làm đúng thì mình tiết kiệm được năng lượng, đã tạo ra cái tiện nghi để khiến cho công trình nó sẽ bền vững, nó sẽ được sử dụng mà nó có cái giá trị lâu dài. Đấy, thì cái đầu tư ban đầu thì nó trải dài trên những cái ngân sách khác nhau nhưng mà đều có thể sử dụng được. Anh có khó khăn trong việc thuyết phục chủ đầu tư hay chủ nhà có một cái tầm nhìn giống như vậy, khi mà họ sẽ phải chắc chắn họ sẽ phải trả một cái khoản phí mà họ chưa tiên liệu trước cho những cái ứng dụng về công nghệ như vậy? Thì cái việc đầu tiên là mình phải thuyết phục chính bản thân mình. Thế là với ban đầu thì mình cho rằng là có những thứ không cần thiết, tại sao phải làm những cái hệ thống này cái kia, trong khi có nhìn thấy đâu, làm sao để công trình nó vẫn đẹp nhưng mà bên trong nó những cái đấy liệu có cần thiết không. Thì đấy là cái việc mà khi mà mình đã sử dụng, mình đã ứng dụng rồi, mình đã trải nghiệm rồi thì mình sẽ hiểu rằng là cái nào là cần thiết, và khi mà mình tin vào điều đấy thì mình nghĩ là cái việc đấy là nó là lợi ích của tất cả mọi người, và trên hết là lợi ích của cái người sử dụng công trình. Cho nên là cái việc thuyết phục nó lại không còn là quá khó nữa, bởi vì nó là cái điều đúng đắn và cái điều mọi người đều nhìn thấy được. Nhưng mà chủ nhà Việt Nam thì có
có khó không? Có khó hơn so với lại những cái, tức là những cái tệp khách hàng khác nhau thì nó có cái đặc thù gì trong việc là mình sẽ phải chọn một cái cách tiếp cận và cách giải thích cho họ hay không anh? Đúng vậy, tức là đấy là do cái thói quen sử dụng. Có thể là mọi người chưa có cái nhìn, rồi có cái tầm nhìn phù hợp, cũng như là cái ngân sách họ, như Dương nói, tức là ban đầu họ chưa có sự chuẩn bị của cái phần đấy. Thế thì lúc đấy sẽ phải cân nhắc cái việc là như vậy thì tức là mình sẽ phải đầu tư cái này hay là cái kia, hoặc là mình tạo ra một cái, tức là mình sẽ hướng đến một cái việc là cân đối giữa hai cái giải pháp đấy. Làm thế nào để những cái giải pháp nền tảng như là thông minh hay là các điều khiển đấy nó kết hợp cùng với kiến trúc được, thì đấy nó cũng là một cái hướng để suy nghĩ. Ví dụ như là một hệ thống điều khiển mặt ngoài chẳng hạn, nếu như mà họ mà mình đầu tư thì nó sẽ tạo ra một cái mặt tiền hoàn toàn khác đấy, cái mặt tiền nó sẽ thể hiện được cái công nghệ bên trong của cái nhà, thì đấy chính là cái kiến trúc mà mình hướng tới, tức là bên trong và bên ngoài, hay là giải pháp hình khối cũng như là cái sử dụng nó phải đồng nhất với nhau, chứ nó không phải là hai cái phần tách rời nhau. Cái sự đồng nhất này theo em được biết thì nó cũng là một cái tương đối là thử thách với lại các cái hệ thống nhà thông minh và những cái hệ thống quản lý tự động, bởi vì là hiện giờ thì mỗi một cái công ty nó lại có một cái, mỗi thương hiệu một cái dòng sản phẩm họ lại đang có một cái hệ thống kiểm soát và điều khiển riêng, thì không biết là anh có một cái công thức hay là có một cái tệp mà những cái sản phẩm gì cụ thể mà anh thường hay kết hợp với nhau mà anh thấy là nó sẽ dễ dàng để mà nó integrate với nhau, nó phối hợp với nhau hơn không? Thực ra thì là thế giới họ có một số những cái tiêu chuẩn cho những cái hệ thống cũng như là cái thiết bị đấy. Công nghệ thì thay đổi liên tục, nhưng cái những cái tiêu chuẩn thì là gần như là thống nhất. Ví dụ như là mình có thể sử dụng cái chuẩn KNX mà toàn bộ châu Âu hay sử dụng thì nó cũng rất là phù hợp, tức là họ đã tối ưu được những cái khả năng khớp nối, khả năng phát triển cái mạng lưới ra, những cái khả năng mà thay đổi những cái thiết bị cuối để nó phù hợp với cả sự biến đổi về công nghệ. Đấy, thì ví dụ như ban đầu thì điện thông minh có thể đơn giản chỉ là hệ thống điện để điều khiển thôi, thế nhưng mà bây giờ công nghệ mình sẽ cho phép là mình sẽ điều khiển bằng những thiết bị không dây, rồi là điều khiển tức là từ xa, rồi kết nối với những hệ thống về năng lượng chẳng hạn. Thì đấy là những cái mà hoàn toàn là cái khi mà đã có cái tiêu chuẩn thì những cái mới, những cái thay đổi hoàn toàn có thể bổ sung được trong những giai đoạn khác nhau. Đó cũng là một cái em rất là muốn tìm hiểu thêm với cái câu hỏi tiếp theo, đó là theo anh thì người kiến trúc sư bản thân phải tự chuẩn bị cho mình một cái nền tảng thông tin như thế nào để mà có thể giúp cho chủ nhà có thể hoạch định được cái đời sống của họ, sống tịnh tiến cùng với công nghệ trong vòng 5 đến 10 năm tới, bởi vì cứ em thấy cứ khoảng vài năm là thiết bị và công nghệ nó lại thay đổi, kể cả về mặt cấu hình, kể cả về mặt feature lẫn hình dáng, kích thước, thì theo anh thì người kiến trúc sư đóng vai trò như thế nào trong cái câu chuyện này? Đúng vậy, tức là cái câu hỏi là khi mà công nghệ nó thay đổi thì con người có phải thay đổi không, hoặc là cái nhà có phải thay đổi theo không? Thế thì theo mình thấy là gì, những cái công nghệ nó nằm ở trong nhà thì là tốt nhất nó nên nằm, nó phục vụ người ta một cách âm thầm. Mình không cần phải nhìn thấy nó, mình không cần phải lúc nào cũng cái này khác, cái kia khác rồi thay đổi mình nhìn thấy, mà nó sẽ là ẩn ở phía sau, nó là một cái hệ thống như mình nói là hệ thống mạch máu, những hệ thống dây thần kinh, những cái thứ mà làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Đấy, thì mình nghĩ là cái cuộc sống cơ bản thì cơ bản là nó cái nhu cầu nó sẽ không phải quá thay đổi, nhưng khi mà có những biến đổi về mặt công nghệ như là điện thoại hay là thông tin hay là đấy thì chẳng hạn, thì những cái đấy nó chỉ phục vụ cho những cái thiết bị cuối thôi, còn những cái mà nâng cấp rồi các thứ nó vẫn là một cái nền tảng mà dùng được lâu bền. Đấy, mình không cần nhất thiết là mình phải mỗi hôm nó như không phải giống thời trang là mình đã thay một bộ đồ mới hay là một kiểu tóc mới để cho cái nhà nó khác, cái nhà vẫn đẹp và vẫn có không gian, vẫn sử dụng được những cái thành tố kiến trúc như ánh sáng, như không khí, như vật liệu, như âm thanh, mùi hương chẳng hạn, thì đấy nó vẫn là như thế, đấy vẫn là những thứ mà người ta sẽ dùng mãi.
Nhưng mà nếu như em đặt giả thiết em là một chủ nhà, em trong vai trò của một chủ nhà đi, thì thật ra với em ngoài cái sự tư vấn của kiến trúc sư thì mình vẫn muốn mong muốn có một cái sự lựa chọn riêng của mình ở một số những cái món đồ công nghệ mà mình chung sống cùng với họ, đặc biệt là những cái món mà mình theo kiểu là thiết bị gia dụng mà mình thường xuyên mình sẽ phải tương tác với nó. Thì theo cái quan sát của anh thì những cái thiết kế của các cái sản phẩm gia dụng, những cái sản phẩm điện tử hiện giờ nó đã bắt kịp được với cái sự thay đổi rất là nhanh chóng của thị hiếu thẩm mỹ của thị trường chưa? Hoàn toàn chứ. Thế là mình thấy là hiện nay là cái sự bùng nổ về mặt hình ảnh ở trên mạng xã hội sẽ dẫn đến cái việc là sự thay nhận thức của mọi người, cái đòi hỏi về thẩm mỹ và nó sẽ rất là cao. Thế nên là mình thấy là những cái design về hình dáng cũng như là cái sử dụng của mọi người ở trong những cái đồ gia dụng gần như là nó sẽ thay đổi rất nhanh, và gần như càng ngày nó sẽ càng gần đến một cái tương lai rất là hoàn hảo về mặt thị giác. Cho nên là, và cái khả năng kết nối đấy là một cái ngày xưa mình có thể nghe thấy kiểu Internet of Things hay là gì đấy là nó rất xa vời, nhưng gần như là bây giờ những cái thiết bị điện tử mình đã dùng hàng ngày thì gần như đều có những cái khả năng kết nối với mình có thể điều chỉnh điều khiển, hay là nó có thể kết nối một cái hệ thống của tòa nhà. Thì cái đấy là hiện nay là đồ gia dụng là hoàn toàn đáp ứng được, thậm chí là đáp ứng được quá so với cả những gì mình sử dụng hàng ngày. Quá là như nào, anh có thể nói kỹ hơn cho em cái phần quá tức là có rất nhiều thứ mà chúng ta mua về và chúng ta sẽ bảo là cái này cái kia là mình sẽ sử dụng, nhưng mà thực sự mà nói đôi khi mình không thể sử dụng hết được. À, nó sẽ nằm ở đấy để chờ mình một lúc nào đấy khám phá. Yeah. Thật ra thì em thấy là qua cái quan sát của em thì với một số những cái hãng công nghệ, những cái hãng đồ gia dụng và điện tử lớn hiện giờ thì họ cũng đã rất là chủ động để họ tạo ra được những cái trào lưu, những cái trend. Theo kiểu là từ trước đó thì mình sẽ thấy là một số những cái sản phẩm đồ gia dụng đó, khi mà em nghĩ là khoảng 5 năm trước thôi chứ cũng không có quá xa, khi mà cố gắng đặt vào trong một cái không gian nội thất đó, thì đôi khi nó sẽ dễ bị lỏng chỏng bởi vì là màu sắc hoặc là những cái fitting các thứ nó chưa có được đồng bộ với lại cái chuẩn về kích thước cơ thể của người tiêu dùng Việt Nam các thứ. Nhưng mà gần đây thì em thấy là cái lựa chọn càng ngày nó càng phong phú hơn, và đặc biệt là em rất là thích những cái cách tiếp cận về màu sắc. Em được quan sát những cái công trình của AI Architects từ xưa đến giờ thì em đều thấy là có một cái điểm chung là một cái ngôn ngữ nó rất là đương đại, kiệm chi tiết, chắc khỏe, và những cái bảng màu nó rất là nhã nhặn và trung tính. Thì anh có thể kể cho em một chút về cái thẩm mỹ này, anh đã hình thành và nuôi dưỡng nó cho Idea Architects như thế nào? Thì mình có một cái quan điểm là như này, tức là kiến trúc sư có thể tạo ra, hình dung được những cái kịch bản của cuộc sống. Tức là mình có thể tạo ra một cái không gian để cho mọi người có thể sử dụng ở đấy linh hoạt. Thế nhưng cái sức sống của công trình, cái màu sắc của công trình thì thực ra lại do người sử dụng mang lại. Tức là việc của mình là phải kết nối được với cả cái tương lai sử dụng đấy. Thế thì khi mà mình sử dụng một cái bảng màu hoặc là có thể một cái hình khối không gian thì mình sẽ đặc biệt chú ý đến cái sự tương tác của cái không gian đấy mới là người sử dụng với ánh sáng của các thời điểm trong ngày cũng như các mùa trong năm, hoặc là cái vật liệu đấy nó sẽ tương tác với những cái vật liệu của đời sống như thế nào. Thí dụ như là đâu nhất thiết là mình có phải đặt những cái màu sắc mà nó sẽ quá mạnh ở trong mọi không gian trong sinh hoạt, thì nó sẽ tạo ra cái sự bức xúc cũng như là việc là khó tùy biến trong việc là ví dụ như khi bạn sẽ cắm một lọ hoa chẳng hạn, thì đấy chính là màu sắc cho công trình, thì cái công trình nó sẽ phải phục vụ cho cái việc là làm tôn lên cái người cắm hoa và cái hoa đấy. Đấy là một ví dụ chứ không phải là nó sẽ làm những cái lấn át cái hành vi của con người và nó chỉ đẹp ở trong cái phạm vi hình ảnh đấy, mà là cái không gian nó phải tôn lên cái cuộc sống. Thì đấy chính là việc mình đã chọn những cái mà để sẵn sàng cho việc có những thay đổi cũng như những cái tươi mới hàng ngày, chứ không phải là một cái bảng màu gần như cố định cho một cái công trình gần như là ngày này qua tháng khác nó vẫn y như vậy. Đấy là lý do mà mình chọn một số cái như thế. Khách hàng của anh họ có cởi mở với cái cách tiếp cận này hay không? Phần lớn thì khi mà mọi người đến với cái idea thì mọi người cũng sẽ
trao đổi, rồi cũng tìm hiểu, rồi cũng nói chuyện, gần như là cũng có những cái hiểu nhau. Thì mình cũng, đấy cũng là một trong những cái yêu cầu và mong muốn của mình với khách hàng từ ban đầu, tức là chúng ta phải hiểu nhau, chúng ta phải thấy rằng là những cái cách làm việc hiện nay hoặc là những cái quá trình sáng tạo ấy cần phải được kiểu như chấp nhận, cũng như là mình tương tác để mọi người có cái niềm vui trong lúc mà thiết kế cái đấy. Thế thì nhưng cũng có một số khách hàng sẽ mong muốn rằng là tôi sẽ muốn có một cái hình ảnh màu sắc rất là cố định, nó như thế này, tức là có thể là họ nghĩ là tôi không có khả năng tạo ra những cái màu sắc khác nhau cho cuộc sống của mình, và cố gắng kiến trúc sư làm sao mà tạo ra một cái đẹp sẵn rồi thì cứ thế dừng đi dừng lại. Thế thì thế là mình muốn làm cho khách hàng hiểu được là không phải như thế, thực ra cuộc sống nó chẳng qua là họ chưa có những cái không gian để tạo ra cái cảm hứng và tạo nên một cái người, tức là những cái khích lệ, những cái niềm vui trong cuộc sống để họ tạo ra màu sắc thôi. Thế thì yên tâm là khi mà ở trong một không gian đấy, bạn sẽ có được cơ hội để phát triển những cái mà mình chưa biết, chưa từng thấy, ví dụ kỹ năng trang trí nhà cửa, hoặc là thậm chí là mặc một cái bộ đồ mạnh hơn hoặc là sinh động hơn trong nhà chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế thì nó cũng sẽ là những cái mà khách hàng sẽ hiểu. Có thể là sẽ hiểu ngay trong lúc mà đưa ra concept, nhưng cũng có thể là khi 1-2 năm khi sử dụng, tự nhiên có khách hàng lại cũng thay đổi rất nhiều về mặt thói quen sử dụng, các kỹ năng trong nhà, cái sự phát triển của những người trong nhà. Ví dụ như trẻ em sau 2-3 năm thì họ sẽ lớn lên và nó hoàn toàn là thay đổi, thường là theo cái hướng tích cực khi ở trong một cái không gian kiến trúc tốt. Vẻ ngoài tinh tế, bên trong là đỉnh cao công nghệ. Để ngọt lành luôn căng mọng sẵn sàng. Sống Plus cùng thế hệ tủ lạnh Panasonic Prime Plus, khi thời thượng cộng hưởng cùng sống khỏe. Anh có phải là người tin vào, hay là anh có phải là người muốn phát triển những cái khái niệm theo kiểu là một cái phong cách, có một cái định danh nào đó cho một cái không gian sống không? Theo như là label là mình hiểu cái điều đấy, tức là idea từ ban đầu là mọi người sẽ nhìn nhận là sẽ thấy là có một cái gọi là phong cách nhất quán. Thế nhưng trong quá trình thiết kế thì mình có những cái thay đổi, những cái trải nghiệm trong cuộc sống, những cái mà mình thiết kế thì mình cũng đã có một cái thay đổi. Tức là hiện nay thì idea sẽ muốn là công trình sẽ có cái vẻ đẹp tự nhiên nhất. Tự nhiên tức là nó sẽ gần như là nó sẽ trong sáng, nó nhẹ nhàng, phóng khoáng, phù hợp với bối cảnh, phù hợp con người, không bị tạo ra những cái không gian gọi là để cố để cho nó lạ hay là không, nhưng mà nó phải hết sức một cái vẻ đẹp, nó phải trong trẻo và tự nhiên. Rất khó để diễn tả thì nó như thế nào, nhưng mà nếu mà Dương theo dõi những công trình thì sẽ dần dần mình sẽ thấy là nó có những cái không bị ép mình vào một cái phong cách cố định, tối giản hay là đương đại hay là vung vắn hay là màu nọ kia, mà sẽ luôn luôn có cái sự tươi mới, tạo ra những cái gì đấy mà mình nhiều khi mình cũng vào mình bảo tại sao mình làm được như này, tức là trông nó cũng hơi có cái gì đấy nó cảm xúc, thậm chí là nó mang lại cảm xúc cho ông thiết kế mà ông lúc đầu mình không biết là nó có cái cảm xúc đấy, thì như thế là mới hay. Thì thật ra thì em đặt câu hỏi này bởi vì trên thực tế thì cũng qua cái chuỗi podcast này thì cũng rất là muốn được tìm hiểu những cái cuộc đối thoại của các cái văn phòng kiến trúc cùng với các chủ nhà, để mà kể cả chủ nhà hay là những bạn đang thực hành kiến trúc hiện giờ cũng có thể được lắng nghe những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm về thực hành nghề nghiệp. Bản thân thì một cái quan niệm khá là thường xuyên của các cái chủ nhà Việt Nam là khi mà đến với một cái phòng kiến trúc đã có một cái định hình sẵn trong đầu, là có một cái phong cách hay là có một cái reference gì đấy, và hy vọng là cái ngôi nhà của mình nó sẽ được định danh thêm một cái màu sắc hay một cái phong cách hay một cái thời kỳ nào đấy. Thì em cũng rất là trân trọng và rất là muốn được nhìn thấy những cách tiếp cận nó phong phú và nó khác nhau như là anh vừa mới mô tả. Chỉ có điều là đúng là sẽ rất là khó, bởi vì nó sẽ khá là trừu tượng khi mà mình tìm cách mình mô tả được một cái điểm đến mà nó sẽ phải biến chuyển
theo thời gian. Rõ ràng là cái không gian mà anh đang mô tả nó sẽ không phải là một cái đích đến cuối cùng, mà nó sẽ là một thứ mà nó sẽ cùng vận hành và cùng thay đổi cùng với lại cái lối sống của cái người chủ nhà. Và em nghĩ là đó sẽ là một cái thử thách khá là lớn, với đặc biệt là với một số những bạn kiến trúc sư và những cái bạn nhà thiết kế mà mới bắt đầu cái hành trình của mình, làm sao để có thể thuyết phục được chủ nhà. Anh có một cái bí quyết hay có một cái một cái chia sẻ gì mà có thể giúp cho các bạn có thể tự tin hơn để mà cũng như anh theo đuổi một cái cách tiếp cận như vậy hay không? Thực ra mình nghĩ là cái nghề kiến trúc như nghề thiết kế nói chung ấy, thực ra cái món quà mà mình nhận được ấy, thực ra nó là cái việc là chứ là cái sự sáng tạo, cái sự sáng tạo. Và cái sự sáng tạo thì đương nhiên là sẽ phải nền dựa trên những cái nền tảng về trải nghiệm, về văn hóa, về thậm chí là cái sự sáng tạo nó là liên quan đến việc là khi mình tương tác với khách hàng thì đấy cũng là những người mà sẽ mang lại cho mình những cái cảm hứng và những cái kinh nghiệm hoặc là những cái góc nhìn khác nhau. Đấy, thì khi mà mình tận hưởng được tất cả những cái yếu tố đấy của mình thiết kế thì cái việc thuyết phục khách hàng thực ra nó cũng không phải là quá là khó khăn, bởi vì khi người ta đã hiểu được mình như thế nào, mình có những cái khả năng rồi là những cái trải nghiệm đã được ghi nhận, nhưng mình lại có cái nhìn là mình nhìn nhận kể cả khách hàng cũng không phải là một cái đối phương để mình phải đánh bại trong một cuộc đấu về mặt ý tưởng hay là về mặt thuyết phục bắt người ta về theo ý mình nữa, mà đấy nó là một cái sự tương tác để tạo ra một cái gì đấy mà gần như là kể cả người thiết kế lẫn khách hàng đều chưa biết được đến cái cảnh giới đấy chẳng hạn, thì nó sẽ đẹp hơn, thì như thế thì nó lại còn hay hơn nữa trong cái việc là việc mà khách hàng sẽ cảm nhận được cái tình yêu đấy dành cho công việc của mình. Em nghĩ là em sẽ muốn quay lại một chút về cái chủ đề ngày hôm nay em vẫn muốn khai thác ở anh, đó là cái sự xuất hiện của công nghệ ở trong cái không gian kiến trúc đương đại. Thì theo anh thì với một cái hành trình trao đổi và một cái cuộc trò chuyện như vậy giữa khách hàng và cái người kiến trúc sư, thì công nghệ nó là một cái factor, nó đóng vai trò như thế nào, nó là một cái biến số như thế nào, quan trọng hay không trong cái việc mà tạo ra được những cái ý tưởng mới, hay là tạo ra được một cái sự bất ngờ, một cái sự thay đổi luân phiên như vậy trong cái nhịp sống hiện đại. Được rồi. Thì khi mình quan sát những cái công trình cổ điển hoặc cái sự phát triển của nó đến thời nay ấy, thì mình thấy rằng là thực ra về bản chất kiến trúc là nó phải phụ thuộc vào vật liệu, về mặt công nghệ xây dựng, chứ họ không thể là kiến trúc mà có thể nằm ngoài được hai cái yếu tố trên được. Cho nên vì thế đương nhiên là mình thấy là cái việc công nghệ nó gần như nó là một cái nền tảng, cái xương sống của cái việc thiết kế kiến trúc. Nếu như bạn thấy là cái công nghệ xây dựng hiện nay thì mình phải, một là mình tạo ra những cái công nghệ nó mang tính tiên phong đột phá để mình có thể tạo ra một kiến trúc khác, hoặc là mình có thể sử dụng một cái công nghệ đã được ghi nhận rồi, mình từ đấy nó là một cái bàn đạp để mình có thể đưa ra những không gian trước đấy chưa từng có. Thí dụ như là cái kiến trúc của truyền thống của mình chẳng hạn, thì luôn luôn mình sẽ phải cần có một cái mái rộng, mái để che nắng, rồi là tạo ra những bức tường để mình chắn cho bảo vệ cho mọi người khỏi những cái tác động xung quanh. Thì công nghệ sẽ cho phép mình là mình sẽ tạo ra những hệ kính hộp để có thể là cản nhiệt nhưng không thể cản tầm nhìn, những cái hệ mái nhẹ hoặc là những kết cấu nó bay, hoặc thậm chí là cái mái có thể tạo ra được một khu vườn, hoặc là mình có thể mang lại năng lượng cho ngôi nhà đấy chẳng hạn. Thì đấy chính là cái việc mà khi mình dùng cho công nghệ đấy, hoàn toàn kiến trúc nó thay đổi hoàn toàn, cả cuộc sống bên trong thay đổi hoàn toàn. Cái khả năng coi như là cứ giả sử như là liên quan đến việc là sinh hoạt, như là năng lượng hay là thực phẩm chẳng hạn, hoàn toàn có thể thay đổi khi mà công nghệ nó thay đổi. Đấy, mình có thể là như kiểu cái việc là làm việc tại nhà chẳng hạn, thì đấy cũng chính là công nghệ nó sẽ thay đổi thói quen. Thì thay vì ngày xưa là mình sẽ làm ngôi nhà, một cái văn phòng là văn phòng, thì hiện nay là cái công nghệ truyền dẫn thông tin rồi cái khả năng tương tác xã hội trên diện rộng sẽ làm cho mình là có thể làm một cái ngôi nhà mà như là một cái văn phòng mình có thể làm ở đấy được. Thế là cái công nghệ chắc chắn là nó ảnh hưởng quan trọng nhất đến việc thiết kế. Cái ngôi nhà của anh trong 2 năm Covid vừa qua nó có thay đổi gì nhiều bởi vì cái cách vận hành mới của đời sống không? Như nhà của mình thì hoàn toàn có,
đáp ứng được cái việc đấy. Tức là cái sự thích ứng của mình trong cái thời điểm Covid thì mình cũng chuyển đến một cái ngôi nhà mới. Thì cái ngôi nhà mới đấy thì nó rất may mắn là nó rất phù hợp với cả cái thời Covid. Nó có không gian xanh, nó có những cái góc nhìn đẹp, nó có thể khiến cho mình ở nhà cả ngày mình có thể không bị chán. Nếu ngoài ra thì nó hạ tầng để nó sẽ đáp ứng được cái việc là không gian làm việc rồi không gian học tập. Đấy là những cái không gian mà gần như là có thể trong vài năm mình có thể sử dụng, nhiều người trong gia đình có thể sử dụng mà nó không bị chồng lấn lên nhau, nó không bị thiếu hay không bị mâu thuẫn. Đấy thì hai cái không gian giữa cái việc sinh hoạt, giữa làm việc với cả học tập là nó đều đáp ứng được. Thì mình nghĩ đấy nó cũng khác. Ngày xưa thì không mình không nghĩ đến cái việc đáp ứng đấy. Nếu mà ta không làm việc ở nhà lâu ngày thì ta sẽ thôi, sẽ dành nhiều thời gian overtime ở văn phòng chẳng hạn. Đấy, nhưng bây giờ là có thể thay đổi được. Nhưng mà đó là bởi vì anh có một cái cơ duyên, anh có cơ hội để mà thay đổi cả một cái không gian sống như vậy. Còn thí dụ như với một cái không gian sống đang định hình cố định sẵn thì theo anh là cái việc mà thay đổi một chút về thiết kế hay là ứng dụng một chút về những cái sản phẩm công nghệ vào thì nó sẽ có thể giúp như thế nào cho cái việc vận hành được tốt hơn? Nó cũng nằm trong ở trong cảnh mới. Một cái suy nghĩ mà mình theo đuổi cũng nhiều năm, tức là lúc trước thì ID sẽ có nhiều cái cơ hội để làm việc với những không gian nhỏ nhưng mà dụng một cái chung cư nhỏ để làm cho đáp ứng nhu cầu cho nhiều người, nhiều thế hệ. Và mình cũng suy nghĩ đến một cái yếu tố, tức là cái thời lượng sử dụng của những cái không gian, những cái vật dụng trong nhà, thí dụ như một cái khu vực bàn ăn, khu vực bàn bếp hoặc là khu vực nhà vệ sinh chẳng hạn. Thì đơn thuần nếu như ban đầu thì nó chỉ là công năng dành cho những cái mà đã được đặt tên. Thế nhưng mà khi mà chúng ta sẽ tính cái thời gian sử dụng của mỗi cái không gian đấy trong các giờ trong ngày, thì mình sẽ thấy rằng là cái không gian để đấy nó vẫn còn những cái khoảng trống, những cái không gian mà mình lúc mà mình có thể đan xen được với nhau, nó không gian mập mờ giữa cái này và cái kia. Thế thì mình mới thấy rằng là cái việc đấy nó sẽ dẫn đến việc là khi mình ứng dụng công nghệ vào, mình có thể tạo ra một không gian làm việc ngay trong một cái khu bếp chẳng hạn. Đấy, hoàn toàn bây giờ mọi người sẽ enjoy với việc là sau khi buổi tối thì mọi người có thể cái bếp nó sẽ đóng vào, mở ra, ánh sáng thay đổi. Thế rồi khả năng kết nối ở ngay trong khu vực bếp để tạo nên một cái không gian văn phòng tại nhà chẳng hạn. Thì đấy, mình nghĩ đấy nó cũng là một cái minh chứng rõ ràng cho việc đấy. Sự biến mất của những cái, thí dụ như TV thì sẽ dần dần sẽ thay thế cho những cái thiết bị truyền dẫn thông tin trực tiếp hơn, có thể di động thay đổi được chẳng hạn. Thí dụ như khi việc thay vì là mình sẽ có một cái hệ thống phòng khách theo truyền thống tập trung vào không gian TV thì ở đấy lại có thể thay đổi thành một cái không gian khác. Em cũng có nhận thấy là rõ ràng là cái trung tâm của cái ngôi nhà hiện giờ nó không còn fix ở một cái địa điểm cố định là living room nữa. Cái quan niệm truyền thống thì cái chỗ nào tivi đó là cái tâm điểm của căn nhà, và thường thì sẽ là nơi là giống như là món đồ mắc tiền nhất trong nhà là cái tivi, rồi mọi người sẽ tập trung vào đấy. Nhưng mà rõ ràng là ngày nay thì đôi khi bếp nó lại là một cái khu vực mà em nghĩ là các gia chủ đầu tư rất là nhiều. Thậm chí là em nghĩ là thuộc loại là khủng nhất. Đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Thì theo anh thì cái điều này nó phản ánh nên một cái quan niệm như thế nào về không gian sống của những cái người hiện đại hiện giờ? Có nghĩa là họ thích nấu ăn hơn hay là họ thích ở nhà hơn hay là như thế nào? Vì sao họ lại quan tâm đến bếp nhiều hơn? Thực ra thì mình nghĩ là nó có sự khác nhau giữa cái mà mọi người quan tâm và cái mà mọi người thực sự làm. Thế dụ như là đây, chúng ta đều biết là như một cái bếp đẹp thì đôi khi nó là một cái yếu tố cảm xúc. Nếu mà nó cứ y xì như thế, nó sẽ gọn gàng rồi nó mãi đẹp như vậy thì mọi người sẽ luôn yêu quý nó. Nhưng cái việc là nấu ăn thì nó sẽ sinh ra một cái việc ngược lại, tức là sẽ tạo ra một không gian rất là nhiều thứ, rất là bừa, rất là gây stress. Đấy thì đấy chắc chắn là nó là sự khác nhau. Theo mình bây giờ mọi người sẽ có xu hướng là thích ở nhà nhưng mà lại được giao tiếp với lại toàn bộ bên ngoài, sống hướng nội nhưng mà tâm hồn lại thực ra mà lại hướng ngoại, mà mình không biết. Mình vẫn nghĩ là mình thích ở nhà nhưng thực ra lúc nào mình cũng ở trên mạng hết. Thế thì mình nghĩ cái bếp thì đúng là nó sẽ là một cái nơi mà mọi người sẽ thường xuyên gặp nhau nhất ở trong trong nhà.
Đấy, thì mọi người sẽ vượt qua được cái mâu thuẫn giằng xé. Thế mặc dù mình vẫn muốn ngồi một góc và dùng điện thoại, nhưng mình vẫn muốn có một không gian để mọi người quây quần với nhau, và đấy chính là cái không gian mọi người cảm thấy là nó đúng là, dần dần mọi người sẽ cảm thấy đấy chính là cái phần quan trọng nhất của nhà, để cho mọi người có thể tương tác, để mọi người có thể đầu tư cái đấy. Bởi vì thực ra thì cái không gian bếp nó là một cái không gian, tức là truyền thống để dành cho phụ nữ, bây giờ không còn như thế nữa. Thế nhưng mà nó sẽ được tôn vinh những cái người mà để chăm sóc cuộc sống cho mọi người. Thì khi mà cái bếp nó đẹp thì đương nhiên là mọi người sẽ bớt stress hơn, mọi người sẽ sống vui vẻ hơn. Đấy, chắc chắn là như vậy, hơn là những thứ khác trong nhà. Vậy thì bếp có phải là hạng mục mà ID Architect đầu tư thiết kế chặt chẽ và khủng và kinh khủng nhất không? Có bếp thì vì như thế cho nên là theo mình là một không gian quan trọng nhất của công trình. Ví dụ như là một người phụ nữ mà khi mà họ làm bếp hoặc quản lý bếp chẳng hạn, thì quan điểm của mình nó không phải là việc mình phải giấu đi, hay là người ta phải ở một góc, hay là giữa một cái đám bừa bộn, mà gần như nó phải là một cái vị trí của chủ nhân cái nhà. Và gần như nó, mình sẽ gọi đấy, nó là giống như một cái sân khấu thì đúng hơn, tức là mọi người sẽ được tỏa sáng ở không gian bếp. Như thế là tốt nhất, hãy xinh đẹp, tỏa sáng, vui vẻ ở trong bếp. Đấy. Em cũng để ý là một số những cái công trình mà em được nhìn thấy từ ID Architect thì không gian bếp đều là những không gian rất là mở và có cái phần thiết kế ánh sáng cũng rất là đặc biệt, thú vị. Bản thân anh ở nhà anh có nấu ăn không? Mình sẽ đảm nhiệm cái phần khác của việc ở bếp, tức là mình sẽ làm việc những việc liên quan đến pha chế. Mình sẽ làm việc liên quan đến những cái đồ uống nhiều hơn, mình sẽ làm những cái bữa nhẹ, còn lại thì mình cũng không giỏi lắm. Anh cho em hỏi thêm một câu nữa về sinh hoạt hàng ngày của anh, là với cái đời sống hàng ngày của anh thì những món công nghệ nào là anh không thể sống thiếu được? Anh có thể cho em 3 lựa chọn. Đầu tiên sẽ là âm thanh. Tức là khả năng bật nhạc và khả năng kết nối âm thanh ở nhiều nơi. Thế là ví dụ mình có thể là ở trong một cái restroom, hay là mình ở trong bếp, hoặc là mình nằm ở trên giường, trên sofa, thế là mình đều có khả năng kết nối, và cái vùng âm thanh đấy nó phải, thường nó phải tác động với mình ngay được. Thì cái đấy nó sẽ liên quan đến việc bố trí những cái vùng để âm thanh tương tác được ngay. Ví dụ như thế, đấy là một cái âm thanh. Thứ hai nữa là đương nhiên là hệ thống bình âm thanh, và đương nhiên là kết nối mạng. Kết nối mạng là một cái việc đương nhiên là ai cũng sẽ đặt nó, thậm chí còn trước những thứ khác. Đấy. Thế còn không nghĩ là có cái gì thiết thực hơn hai cái đấy. Thế à? Mọi người có thể sống thiếu mọi thứ được, nhưng chắc là sống nhiều ngày thiếu mạng, internet thì chắc khó. Tủ lạnh được các thứ ok. Tủ lạnh thứ ok, không sao. Không có, không sao. Không có, mình cũng không biết. Bởi vì mình không phải là người trực tiếp kiểu bị ảnh hưởng với cái tủ lạnh. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Và qua cái phần trò chuyện ngày hôm nay thì em cũng được biết thêm những cái quan điểm rất là thú vị của anh, đặc biệt là trong cái chuyện là làm sao để mà hoạch định được một cái không gian kiến trúc ngay từ những cái bước phác thảo đầu tiên với chủ nhà, để mà họ có thể chuẩn bị được một cái lối sống trong tương lai gần, tịnh tiến cùng với lại cái sự phát triển của công nghệ. Và em cũng rất là mong được nhìn thấy thêm rất là nhiều những công trình khác của ID Architects trong tương lai với cái thẩm mỹ mà chúng ta vừa mới trò chuyện, bởi vì đối với em đó là một cái cách tiếp cận nó rất là hiện đại, nó rất là nhẹ nhõm, văn minh, và em mong đợi được nhìn thấy nhiều hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chương trình. Thưa các bạn, có thể thấy công nghệ đã là một phần không thể thiếu trong không gian sống của các gia đình hiện đại. Vậy thì để tìm hiểu thêm những lựa chọn linh hoạt và phong phú đến từ các hãng điện gia dụng, chúng ta có một chuyên gia ngày hôm nay trò chuyện cùng podcast The Homebook, đó là bạn Phan Mai Anh, trưởng ngành hàng máy giặt của Panasonic Việt Nam. Xin chào Mai Anh, cảm ơn bạn đã có mặt trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Dạ, em xin chào chị Dương và xin trân trọng kính chào tất cả các độc giả của L Decoration.
Ban ơi, có thể chia sẻ một chút về cái cách tiếp cận và tầm nhìn của Panasonic trong cái lĩnh vực điện gia dụng trong không gian sống ở thời điểm hiện tại không? Thì em nghĩ rằng là nhãn hàng Panasonic cũng là một thương hiệu vô cùng quen thuộc với mọi gia đình Việt Nam rồi. Thì với lịch sử phát triển tại thị trường Việt Nam là hơn 50 năm, thì hiện tại Panasonic đang mang đến một tầm nhìn tại thị trường Việt Nam, đó là Essential Wellness at Home, tức là đưa đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện ngay trong chính không gian sống của mỗi gia đình Việt. Thực ra sức khỏe ở đây thì trong thời buổi hiện đại như hiện nay thì sức khỏe có nhiều nghĩa rất đa dạng, không chỉ về sức khỏe thể chất mà còn về sức khỏe tinh thần. Cũng chính vì lẽ đó thì từ các sản phẩm điện gia dụng của Panasonic thì bên em không chỉ mang đến những giải pháp về diệt khuẩn này, hay là bảo quản thức ăn được tốt hơn, hay mang đến nguồn khí trong lành hơn, mà quan trọng hơn nữa đó là tất cả những cái sản phẩm này sẽ giúp cho đời sống của mọi người trở nên thuận tiện hơn, làm việc nhà nhanh chóng hơn, để mỗi người có thêm nhiều thời gian cho bản thân mình cũng như là bên cạnh những người thương yêu, để làm sao cho đời sống tinh thần của mình cũng được nâng cao hơn nữa. Không biết là trong tất cả những cái giải pháp đó thì giải pháp nào là giải pháp mà bạn tâm đắc nhất? Thực ra là em nghĩ rằng là em tâm đắc với cả ba giải pháp chính hiện nay của Panasonic, cả về giải pháp khí sạch này, giải pháp về diệt khuẩn cũng như các giải pháp để bảo quản những thực phẩm của mình tươi ngon hơn. Thì em nghĩ rằng là mỗi giải pháp thì lại mang đến cho mình một lợi ích riêng và bổ trợ mình ở một khía cạnh riêng trong cuộc sống. Nên thú thực là nếu mà chị hỏi em là để chọn một trong ba giải pháp thì rất là khó, vì em nghĩ là mình cũng không thể sống thiếu either, là mình không thể sống thiếu một trong ba giải pháp này. Thật sự mà nói thì trong 2 năm Covid vừa qua thì chúng ta cũng thấy là cái nhu cầu được rút về với cái không gian sống của mình, được chăm chút cái tổ ấm của mình, làm sao cho nó thực sự có một cái chất lượng sống chất lượng hơn, tốt hơn, nó là một cái sự quan tâm rất là lớn của tất cả mọi người, và mọi người cũng đầu tư nhiều hơn cái sự tiền bạc cũng như là thời gian cho nó. Thì với một cái xu hướng nó rất là rõ ràng như vậy thì không biết là những cái sản phẩm cụ thể nào của Panasonic nó đang đáp ứng được chính xác cái nhu cầu mà chúng ta đang nói đến. Thực ra đúng như chị Dương chia sẻ, hiện tại thì mọi người đang có xu hướng là quay trở về căn nhà của mình nhiều hơn. Và người ta hay có một câu là không, nhà không chỉ là nơi để ở, mà nhà còn là nơi để mình có tìm được một cái không gian thư giãn nhất cho chính bản thân mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thì thực ra bên em, như em đã chia sẻ, thì bên cạnh những cái tính năng cốt lõi của sản phẩm mang đến những cái giải pháp về khí sạch, về diệt khuẩn hay là bảo quản thức ăn tươi ngon hơn, thì Panasonic cũng đặc biệt quan tâm đến một yếu tố, đó chính là thiết kế. Vì thực ra trong cuộc sống hiện đại thì nhu cầu về mặt duy mỹ của mọi người cũng nâng cao hơn. Thì mọi người bây giờ không chỉ chọn sản phẩm điện gia dụng dựa trên tính năng nó nữa, mà cái sự khác biệt ở đây là mọi người còn lựa chọn dựa trên thiết kế của sản phẩm. Liệu cái thiết kế này khi đặt trong không gian nội thất của gia đình tôi, nó có thực sự phù hợp hay không? Nó có giúp nâng tầm không gian sống của tôi hay không? Thì em nghĩ rằng là Panasonic là một trong những nhãn hàng đi đầu trong việc nghiên cứu cũng như là đưa ra những cái xu hướng thiết kế mới nhất. Có thể nói là mình nhìn nhận được trong tương lai người tiêu dùng sẽ cần gì, và mình đưa ra những cái sản phẩm có thiết kế mà đáp ứng được cái nhu cầu trong tương lai của họ. Em ví dụ như nếu như một vài năm trước thì chị Dương cũng như mọi người cũng để ý là hầu hết các sản phẩm điện gia dụng của mình có theo gam màu trắng sáng, đúng không ạ? Nhưng Panasonic đã là một trong những nhãn hàng đầu tiên giới thiệu những cái gam màu tối hơn, trung tính hơn, ví dụ như là đen này, hay là ghi xám đối với các cái sản phẩm đặc biệt là về tủ lạnh máy giặt của bên em. Và thực sự khi mà những cái sản phẩm đấy được ra mắt thị trường á, thì được người tiêu dùng rất là chào đón và nó đã trở thành một trào lưu. Có thể nói là những cái chi tiết mà nhiều khi mà trước kia là mình cũng không để ý đâu. Ví dụ như là mình cũng không chú ý quá vào cái viền tủ lạnh
hay là cửa máy giặt chẳng hạn, thì bây giờ với cái nhu cầu thẩm mỹ hiện tại thì ngay thì chính những cái chi tiết nhỏ đấy sẽ tạo nên sự tinh tế của sản phẩm. Chính vì vậy là Panasonic rất đầu tư vào những cái chi tiết dù là nhỏ nhất. Ví dụ như là bên em có dòng tủ lạnh mặt gương, cũng là một dòng tủ lạnh được rất nhiều khách hàng ưa chuộng, vì khi mà đặt, thực sự mà đặt vào trong không gian, nó khiến không gian của mình, không gian bếp của mình trở nên sang trọng và truyền cảm hứng rất là nhiều. Hay là ngay cả những cái không gian như là không gian giặt chẳng hạn, nhiều khi mọi người cũng không để ý lắm, đấy là trước kia. Nhưng bây giờ thì rất là nhiều người cũng muốn sắm những chiếc máy giặt hay máy giặt sấy có thiết kế đẹp để tôn vinh cái không gian đó. Chính vì vậy là bên em cũng có dòng sản phẩm máy giặt sấy mới nhất của Panasonic FRFC, và có đặc biệt là có thiết kế viền cửa máy giặt là viền chrome, thực sự là thú vị, tạo nên một điểm nhấn thú vị trong không gian giặt của mọi người. Thật sự mà nói thì ngày trước á, khi mà nghĩ về cái việc mà mua một cái sản phẩm thiết bị gia dụng vào á, thường thì sẽ là tìm một cái góc nào mà hơi kín kín một chút để mà có thể nó sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều đến cái thiết kế chung tổng thể của cái không gian nội thất. Nhưng mà rõ ràng là với một số những cách tiếp cận nó rất là văn minh và rất là thú vị của các hãng hiện nay, thì rõ ràng là những cái món đồ công nghệ, những món đồ về gia dụng hoàn toàn có thể là tâm điểm của một cái không gian nội thất. Và mình cũng rất là hy vọng sẽ được tìm hiểu thêm và được biết thêm những cái dòng sản phẩm rất là hay của Panasonic trong thời gian tới. Rất là cảm ơn chị Dương, và em cũng hy vọng rằng là qua một vài chia sẻ của em thì các quý độc giả của L Decoration sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn nữa về các sản phẩm điện gia dụng, không chỉ nhiều chức năng phục vụ cho cuộc sống hàng ngày mà còn rất đề cao về yếu tố thẩm mỹ nữa. Cảm ơn Mai Anh rất nhiều. Dạ, em cảm ơn chị. Podcast The Home Book được thực hiện bởi L Decoration và chương trình Là Nhà. Xin cảm ơn nhà tài trợ địa điểm S Plus. Xin chào và hẹn gặp lại.